Đây là mặt trước của chiếc Dark Streaming Wim Ultra. Mặt trước có cái thiết kế chiều ngang là 21 cm, chiều sâu là 20 cm và chiều cao là 7,5 cm. Chúng ta thấy mặt trước có trang bị một cái tấm màn LED cảm ứng với cái kích thước là 3,5 inch màn hình này khi chúng ta ở chế độ chờ nó sẽ hiển thị cái giờ hiện tại cũng như là thứ ngày tháng ở phía dưới và cái background tức là cái nền của máy nó sẽ thay đổi theo khung thời gian là cứ 10 giây nó lại thay đổi một cái ảnh cho nên chúng ta nhìn vào mặt trước nó nhìn thấy rất đa dạng. Đây là giao diện trang chủ của Wim Ultra với 7 cái icon tương ứng với 7 cái chức năng để tinh chỉnh khác nhau. Ở cái mục thứ nhất là mục player Chúng ta nhìn thấy thiết bị nó hiển thị cái cover art là cái bìa đĩa CD cũng như tên bài và thông số kỹ thuật của cái file nhạc. Chúng ta có thể lướt sang để đi tìm đến những cái bản nhạc ở trong cái album chúng ta muốn phát hoặc là chúng ta có thể lướt sang. Trong khi nghe nhạc chúng ta có thể cho nó chạy cái đèn vu này. Đây là mục player, còn mục preset là cái mục mà cho phép chúng ta có thể lựa chọn trước các cái album nhạc cũng như các cái playlist Chúng ta có thể lưu vào 12 preset này Để lần sau khi chúng ta muốn Quay trở lại để nghe chúng ta có thể chọn vào đây để bấm để chọn được ngay những cái bản nhạc ưa thích mà không phải đi tìm Cái mục input Có 6 cái ngõ vào Wifi Ngõ vào Bluetooth Ngõ nhận HDMI từ các thiết bị như TV hoặc là các đầu phát Ngõ vào địa than ngõ vào ngõ vào cổng RCA và ngõ vào cổng cáp quang. Còn ở đầu output là đường ra, chúng ta cũng nhìn thấy 6 mục tất cả mục ra âm ly. Mục cáp quang ra các cái âm ly số hoặc là đồng trục ra các âm ly số. Mục hít phone để chúng ta có thể ra cái ngõ hít này. Mục USB audio là mục để chúng ta xuất âm thanh về cái đác rời bên ngoài. Và đây là mục Bluetooth out là chúng ta phát Bluetooth đến các cái thiết bị khác như là loa di động. Tiếp theo là mục equalizer. Cái mục này cho phép chúng ta có thể tinh chỉnh. Ví dụ như khi chúng ta nghe thể loại cổ điển, chúng ta có thể ấn vào cái mẫu equalizer được tích hợp sẵn ở đây thì nó sẽ phù hợp hơn với cái thể loại cổ điển cũng như là ví dụ như chúng ta thích nghe thể loại ra hoặc là các thể loại khác nhau chúng ta chọn ở đây có sẵn 24 mẫu để chúng ta có thể chọn cho các thể loại nhạc phù hợp cái mục screen này chúng ta có thể tăng giảm độ sáng màn hình khác nhau ở trên này và cuối cùng là cái mục info nơi hiển thị các cái thông số kỹ thuật mà máy nó đang phát cũng như là cả các cái thông số kỹ thuật như là internet mạng ip hiển thị ở đây